1. Giảm tương tác giữa con người với nhau. 2. Chiếm và lãng phí thời gian dẫn đến sao nhãng, sa sút học tập, mục tiêu thực của cá nhân. 3. Mất ngủ kéo dài, giết chết sự sáng tạo. 4. Bạo lực, tự do ngôn ngữ khi không có gia đình, thầy cô kiểm soát, bắt nạt trên mạng xã hội. 5. Tiếp xúc nhiều thông tin không chính thống, sai lệch làm mờ đi lý tưởng cách mạng. 6. Nguy cơ tham gia vào nhóm kín bị kích động, rủ rê, lừa đảo, cám dỗ. 7. Nguy cơ nảy sinh tình cảm nam nữ, yêu sớm, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. 8. Hay so sánh bản thân mình với cuộc sống ảo của người khác, đua đòi, bắt chước, theo trào lưu hát trend. Nguy cơ trầm cảm cao,